Vài chi tiết liên quan đến Nguyễn Ánh cần làm rõ. Trong tập 4 của Bộ Lịch sử Việt Nam, Trần Thị Vinh chủ biên có một số chi tiết thiếu chính xác liên quan đến những ngày đầu lưu lạc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Nguyễn Ánh mà chúng tôi thấy là cần phải góp ý để tăng tính chính xác của công trình lịch sử. Vào tháng 9 năm Đinh Dậu năm 1777, Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn đuổi riết, mắc nạn rồi chết. Mình Nguyễn Ánh chạy thoát đến vùng sông Khoa thuộc Long Xuyên, Hà Tiên. Tại đây, Nguyễn Ánh có cơ hội gặp Bá Đa Lộc, giám mục người Pháp đang trông coi một chủng viện ở hòn đất ngoài mỏm Hà Tiên. Bá Đa Lộc khuyên Nguyễn Ánh nên cầu viện nước Pháp. Trần Thị Vinh năm 2017, trang 450. 1. Nguyễn Ánh gặp Bá Đa Lộc ở đâu? Trong câu trên, tại đây có nghĩa là tại sông Khoa thuộc Long Xuyên, Hà Tiên. Thế nhưng, địa danh Long Xuyên thuộc trấn Hà Tiên vào các thập niên cuối thế kỷ 18 là tên gọi của một đạo nằm ở vùng Cà Mau, còn sông Khoa ngày nay là sông Ông Đốc. Đối với các nhà nghiên cứu thì viết như thế không có vấn đề, nhưng đối với người đọc bình thường thì câu ấy có thể khiến họ nhầm lẫn với thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang ngày nay. Nhưng vấn đề sau đây mới quan trọng hơn. Có phải Nguyễn Ánh gặp Bá Đa Lộc ở sông Khoa thuộc đạo Long Xuyên hay không? Theo các ghi chép và thư từ của các nhà truyền giáo, thì đầu tiên, Linh Mục Phô Hồ Văn Nghị bắt gặp Nguyễn Ánh và đoàn tùy tùng đang trên đường chạy nạn. Có lẽ là định về Hà Tiên theo kế hoạch đã thống nhất giữa đoàn Bôn Tẩu và Mạc Thiên Tứ. Đại Nam Thực Lục có ghi, vua đem binh Đông Sơn đến ứng viện, đón Duệ Tông đến Cần Thơ, tức đạo Trấn Giang thuộc tỉnh An Giang, rồi đến Long Xuyên thuộc tỉnh Hà Tiên. Thật vậy, trong thư gửi Linh Mục Decouverte đề ngày 25 tháng 4 năm 1780, Linh Mục Follet báo cho biết, chính Linh Mục Pho đã nuôi nấng và che giấu nhà vua trẻ trong chiếc thuyền nhỏ của mình, đã cho Nguyễn Ánh biết về Đức Giám Mục và về Đạo Thiên Chúa. Lunea năm 1925, trang 70. Một tài liệu khác có lẽ là bản tổng hợp các ghi chép của các nhà truyền giáo thời ấy cho biết chi tiết hơn. Một đứa nhà trò có lòng trung tín, ban đêm đã kiếm đặng một chiếc thuyền nhỏ, thì hai thầy tớ liền đem nhau tìm nơi mà ẩn trong rừng lâu mà trốn. Tình cờ lại gặp thuyền ông Phaolô, là thầy cả bổn quốc, cũng đang chạy giặc. Bây giờ ông Nguyễn Ánh tuy chưa quen biết thầy Phaolô, song đã biết là thầy đạo, thì xưng mình là người nọ người kia và xin thầy Phaolô cứu. Thầy Phaolô liền chịu và đem qua giấu trong thuyền mình và chèo thẳng về Hà Tiên, giao người cho đức thầy Vero. Khi ấy, đức thầy Vero đã sang bên Cao Mên, cho nên thầy cả Phaolô vội vàng gửi tin cho người biết sự ấy cho kiếp. Khuyết danh năm 1885, trang 17. Thầy cả Phaolô, tức là Paul Hồ Văn Nghị, được phong linh mục năm 1775, còn đức thầy Vero là giám mục Bá Đa Lộc, phiên âm tên Pero, lúc ấy phụ trách giáo khu Đàng Trong và Campuchia, cư sở trước đóng ở Pinhalu, từ năm 1776 dời về Hà Tiên. Như đoạn trên cho biết, lúc Paul Nghị đưa Nguyễn Ánh về chủng viện thì Bá Đa Lộc đang đi thăm giáo dân trong vùng. Thông tin này đáng tin cậy vì ngày 12 tháng 6 năm 1777, Bá Đa Lộc có viết một bức thư gửi em Steiner từ Beth Farmosic để cho biết là Follett vì không thích nghi được với thời tiết nên hiện đang ở lại chủng viện. Lonnay 1925, trang 131. Chúng tôi vẫn chưa rõ địa danh Bé Pha Mô là ở đâu, nhưng chắc chắn rằng vào ngày ấy Bá Đa Lộc không có mặt ở Hà Tiên. 2. Có phải năm 1777 Bá Đa Lộc trông coi chủng viện Hòn Đất không? Năm 1666, Hội Truyền giáo Hải ngoại ở Paris thành lập một chủng viện ở Mahabram gần kinh đô Sutia của Sim lúc bấy giờ để đào tạo các tu sĩ cho vùng Viễn Đông. Đến năm 1766, người Miến Điện tàn phá kinh đô Sim nên chủng viện buộc phải dời đi nhiều nơi. Ban đầu là Santhapul, Sim, rồi đến Hòn Đất gần Hà Tiên. Giám đốc đầu tiên của chủng viện là Pinil de Bien, lúc ấy chưa được phong giám mục. Ngày 11 tháng 12 năm 1769, vì tình hình bất ổn, ông cùng các chủng sinh buộc phải rời Hòn Đất và sau đó chuyển trường đến Virampatnam, Pondicherry, Ấn Độ. Ngày 12 tháng 3 năm 1775, Pinil de Bien lúc này đã được phong giám mục, trở lại Hà Tiên và tháng 9 cùng năm dựng trường dòng ở Cây Quao, nằm ở phía nam Hà Tiên trên bờ biển do Linh Mục Morvan quản lý đến khi mất tháng 1 năm 1776 và sau đó cha Leclerc lên thầy. Trong một chú thích về chủng viện Cây Quao, Ailone cho biết thêm thông tin.
sau khi chủng viện nhỏ trên một cù lao trên sông Cửu Long đối diện với nhà thờ Brahmeshwaram bị tàn phá, chủng viện Cây Quao được giám mục Pinio dựng lên tại một nơi được gọi là Cây Quao, nằm ở phía nam Hà Tiên, bên bờ một con sông mà các nhà truyền giáo gọi là sông nước mặn. Loney A, năm 1925, trang 131. Khoảng giữa năm 1778, hải tặc Campuchia đốt phá ngôi trường, giám mục Bá Đa Lộc dời về Tân Triều gần Biên Hòa. Đến cuối năm 1782, chủng viện lại dời về họ đạo Mặt Bắc, nay là thị trấn Cầu Quan, Tiểu Cần. Tóm lại, năm 1777, linh mục Paul Nghị đưa Nguyễn Ánh về Hà Tiên và tá túc ở chủng viện Cây Quao, còn chủng viện Hòn Đất đã bị xóa sổ từ 8 năm trước. 3. Bá Đa Lộc khuyên Nguyễn Ánh cầu viện Pháp khi nào? Cách viết của lịch sử Việt Nam như đoạn đã trích dẫn bên trên chỉ có một cách hiểu duy nhất, đó là ngay sau khi đến Hà Tiên năm 1777, giám mục Bá Đa Lộc liền khuyên Nguyễn Ánh cầu viện nước Pháp để đánh lại quân Tây Sơn. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy là giám mục Bá Đa Lộc lại dám làm một việc nông nổi ngay khi mới vừa quen nhau như thế, bởi vì tình hình lúc bấy giờ rất rối ren và nhất là vì giáo hội La Mã cấm các nhà truyền giáo tham dự vào các hoạt động chính trị. Chỉ việc chạy loạn qua đất Campuchia để tránh thương vong cho các chủng sinh thôi cũng đã khiến Bá Đa Lộc bị quở trách. Hơn nữa, tháng 10 năm Đinh Dậu năm 1777, Nguyễn Ánh cử binh ở Long Xuyên và tháng 12 nhằm tháng 1 năm 1778 chiếm lại Gia Định và được quần thần tôn làm đại nguyên soái. Như vậy, nếu các dữ liệu liên quan đến các mốc thời gian này là đúng, thì Nguyễn Ánh chỉ ở lại vùng đất thuộc Hà Tiên vài tháng thôi và chỉ với tư cách là một hoàng thân quốc thích của triều đình đi lánh nạn. Mãi đến đầu năm 1780 mới xưng vương. Vì thế, không có lý do nào để giám mục Bá Đa Lộc khuyên Nguyễn Ánh cầu viện nước Pháp vào thời điểm ấy, phải đến khi Bá Đa Lộc về Tân Triều, Biên Hòa vào giữa năm 1778 thì ông mới có dịp trò chuyện nhiều với Nguyễn Ánh về mọi chuyện, từ phong tục tập quán, tôn giáo đến thời sự, và họ mới ngày càng có nhiều quan hệ mật thiết với nhau. Một điểm nhấn quan trọng đánh dấu việc giám mục Bá Đa Lộc tích cực tham gia vào việc giúp Nguyễn Ánh khôi phục ngai vàng là ngày 10 tháng 8 năm 1779, ông đã viết từ Sài Gòn một thư ngỏ cho một viên quan người Việt cầm tay ra Côn Đảo, dường như là để bắt liên lạc với tàu thuyền của Pháp. Nội dung bức thư như sau: Peter Joseph George, giám mục Aran, đại diện tông tòa xứ Đàng Trong. Viên quan nhỏ mang tờ giấy này được triều đình phái đến Côn Đảo để chờ đợi và tiếp đón mọi tàu thuyền châu Âu có lộ trình cập bến ở đây. Vì vậy, thuyền trưởng có thể tin tưởng ở anh ta hoặc để cập thuyền vào bến hoặc để chuyển tin tức mà ông ta cho là cần thiết. Làm tại Sài Gòn ngày 10 tháng 8 năm 1779. Cook Jay and King Jay năm 1784, trang 264. Bằng chứng này chỉ cho phép chúng ta kết luận được là Nguyễn Ánh và Bá Đa Lộc đã đồng ý phương án cầu viện người Pháp trước thời điểm viết thư ngỏ, chứ không cho phép quả quyết là năm 1777 Bá Đa Lộc khuyên Nguyễn Ánh cầu viện Pháp được. Từ nghiên cứu lịch sử.com, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Vài chi tiết liên quan đến Nguyễn Ánh cần làm rõ. Trong tập 4 của Bộ Lịch sử Việt Nam, Trần Thị Vinh chủ biên có một số chi tiết thiếu chính xác liên quan đến những ngày đầu lưu lạc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Nguyễn Ánh mà chúng tôi thấy là cần phải góp ý để tăng tính chính xác của công trình lịch sử. Vào tháng 9 năm Đinh Dậu năm 1777, Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn đuổi riết, mắc nạn rồi chết. Mình Nguyễn Ánh chạy thoát đến vùng sông Khoa thuộc Long Xuyên, Hà Tiên. Tại đây, Nguyễn Ánh có cơ hội gặp Bá Đa Lộc, giám mục người Pháp đang trông coi một chủng viện ở Hòn Đất ngoài mỏm Hà Tiên. Bá Đa Lộc khuyên Nguyễn Ánh nên cầu viện nước Pháp. Trần Thị Vinh năm 2017, trang 450. 4. Có phải phái đoàn đến Đại Tây vào tháng 6 năm 1786 không? Cũng trong sách của Trần Thị Vinh, tháng 12 năm 1784, Bá Đa Lộc cùng hai quan hầu Hoàng Tử Cảnh là Phạm Văn Nhân và Nguyễn Văn Liêm lên đường đi Tây Dương. Đến tháng 2 năm 1785, tới Tiểu Tây Dương thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ, dừng lại ở thành Phong Tỳ Seri. Tháng 6 năm 1786 mới tới Đại Tây, lúc đó Phạm Văn Nhân và Nguyễn Văn Liêm cho Hồ Văn Nghị, tức Paul Nghị, linh mục người Pháp đi theo Bá Đa Lộc, đem tờ biểu về dân Nguyễn Ánh ở thành Vọng Các nước Xiêm.
Trần Thị Vinh năm 2017, trang 451. Về thời điểm phái đoàn đặt chân đến nước Pháp, không có gì phức tạp để kiểm tra cả. Trong quyển sách rất quen thuộc của giới nghiên cứu ở Việt Nam, quyển Histoire moderne du pays de An Nam của C.H.B. Maybin, ngay câu đầu tiên trong chương 6 có viết: Giám mục Aran đến Lorraine vào đầu tháng 2 năm 1787, Maybin CHB năm 1919, trang 225. Mặc dù đã có một số tác giả chỉ ra không ít sai sót trong quyển sách này, nhưng đối với chi tiết này, ngày nay không có gì khó khăn để kiểm tra cả. Thực vậy, chỉ cần tham khảo một số tài liệu được biên soạn từ việc tham khảo trực tiếp các trung tâm lưu trữ tài liệu của Pháp, như của A4 năm 1891 hay Alonay năm 1894 cũng có thể biết được chính xác sự việc liên quan đến thời gian đặt chân lên đất Pháp của Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh. Bằng chứng thuyết phục nhất là trong bức thư của thống chế Castries đề ngày 14 tháng 2 năm 1787 viết cho giám mục, hiện còn lưu trữ tại thư khố Hội truyền giáo Pháp tại Paris, quyển 34, trang 291. Thưa ông, tôi đã nhận các thư mà ông đã viết cho tôi từ Pondicherry vào ngày 8 tháng 7 năm 1785, từ Lille de France vào ngày 8 tháng 9 năm 1786 và từ Lorraine vào ngày 5 tháng này, tức tháng 2 năm 1787, khi ông vừa đặt chân tới đó, cùng với hoàng tử xứ Đàng Trong, một người hoàng tộc và ba tùy tùng. Lorraine năm 1894, trang 236. Như vậy là tháng 9 năm 1786, phái đoàn mới tới đảo Île-de-France, là tên gọi đảo Maurice từ năm 1715 đến năm 1810. Nhiều tài liệu cho biết là họ được bố trí đi trên chiếc thuyền buôn Malabar do thuyền trưởng Pignatel chỉ huy, khởi hành từ Pondicherry ngày đầu tháng 7 năm 1786. Điều đó có nghĩa là vào tháng 6 năm 1786, họ vẫn còn trên đất Ấn Độ. 5. Linh Mục Paul Nghị có phải là người Pháp không? Tập 4 Bộ Lịch sử Việt Nam có đoạn viết: Lúc đó Phạm Văn Nhân và Nguyễn Văn Liêm cho Hồ Văn Nghị, tức Paul Nghị, linh mục người Pháp đi theo Bá Đa Lộc, đem tờ biểu về dân Nguyễn Ánh ở thành Vọng Cát, nước Xiêm. Trần Thị Vinh năm 2017, trang 451. Nhiều nhà truyền giáo phương Tây trong các thế kỷ trước thường có tên bằng tiếng Việt, và ngược lại, các giáo dân người Việt cũng mang thêm tên thánh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người ta có thể nhầm lẫn về lai lịch của họ. Linh mục Hồ Văn Nghị có tên thánh. Linh mục Hồ Văn Nghị có tên thánh tiếng Latin là Paulus và chuyển sang tiếng Pháp là Paul. Maybin cũng có viết về linh mục Nghị như sau. Đó là một linh mục người An Nam rất tận tụy với giám mục Aran. Maybin CHB năm 1919, trang 193, và trong một báo cáo của giám mục Bá Đa Lộc đề ngày 5 tháng 12 năm 1783 gửi cho linh mục Decovier ở Hội truyền giáo Paris có đoạn nói về linh mục Paul Nghị như sau. Lần này vì không thể chạy về Campuchia mà nhà vua Nguyễn Ánh đã từ đó chạy sang Xiêm, chúng tôi đã phải quyết định chạy ra biển và để không mất nhiều thời gian, chúng tôi đến một họ đạo khá đông gần Hà Tiên. Ở đó từ 6 năm nay đã xin cử nhà truyền giáo đến. Chúng tôi đến đó gồm cha Liot, cha Paul, một tu sĩ người Đàng Trong, hai cha dòng Phan Sinh và tôi cùng với các giáo sinh, và chúng tôi đã làm lễ cho tất cả các tín đồ. Lonea năm 1925, trang 78. Và như đã trích dẫn bên trên, sách Sử ký Đại Nam Việt Quốc Triều cũng viết, ông Paulo là thầy cả bổn quốc cũng đang chạy giặc. Tóm lại, khi biên soạn lịch sử, cần phải hết sức chú ý đến các chi tiết trong chừng mực có thể, vì sự chính xác trong chi tiết chỉ có thể làm tăng độ tin cậy của tài liệu mà thôi. Trong thời đại ngày nay, nhờ kỹ thuật số hóa mà việc tiếp cận các kho tài liệu vô cùng phong phú trên thế giới đã trở nên rất dễ dàng cho tất cả những ai muốn tìm hiểu những sự kiện lịch sử, và cũng chính vì thế mà các nhà viết sử càng phải cẩn trọng nhiều hơn nữa nếu không muốn đánh mất lòng tin nơi độc giả. Từ nghiên cứu lịch sử.com, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc.
đăng ký kênh Bí ẩn Sự Việt để đón xem clip mỗi tuần.